Vâng, Thành Quyền xin kính chào tất cả quý vị, các chú anh chị đang xem kênh Thành Quyền Vlog. Sáng ngày hôm nay thì vừa mới có một cái thông tin liên quan đến câu chuyện của cô Việt Hà. Thưa quý vị, chúng ta được biết là chiều ngày hôm qua thì trên kênh YouTube Mộc TV có đăng hai bài viết được xem, đó chính là tâm thư của cô Việt Hà với hai nội dung liên quan đến câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng cũng như là cái câu chuyện của tỉnh Thất Bồng Lai và những cái mối quan hệ liên quan đến Lê Thanh Minh Tú cũng như là bà Lê Thu Vân trước đây, với những cái tin đồn cho rằng là cô Việt Hà đã chứa chấp bà Lê Thu Vân trong cái khoảng thời gian mà bà ấy bị lệnh truy nã. Cái điều này thì khiến cô Việt Hà khá là bực bội khi bị một số những cái thông tin cho rằng là cô Việt Hà chứa chấp tội phạm. Thì trên kênh YouTube của Mộc TV, với một trong những cái bài viết đính chính là những cái sự thật, thì có những cái chi tiết cũng khá là cực kỳ quan trọng trong cái sự việc của tỉnh Thất Bồng Lai, và khiến ngày hôm nay đó khiến cho cô Lan Hai Lúa trong cái buổi live tối ngày hôm qua thì không đồng ý với những cái bài viết được cho là bức tâm thư của cô Việt Hà. Cô Lan Hai Lúa còn cho rằng đó những cái nội dung trong đó nó hoàn toàn không chính xác, và những cái vở diễn cô Lan Hai Lúa cho là những cái vở diễn nha. Khi được biết là cô Việt Hà là một trong những cái nhà sản xuất phim, là đạo diễn gì đó, thì cô Lan Hai Lúa cho rằng đó là một trong những cái vở diễn rất là tệ, và không biết rằng đây có phải là bức tâm thư của cô Việt Hà hay không, hay là do chính chủ kênh YouTube Mộc TV đã đăng tải. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là dưới bài viết của Mộc TV thì với những cái lời lẽ khẳng định chắc nịch, đó chính là chủ nhân là bà Trương Thị Việt Hà, và khẳng định rồi chịu trách nhiệm với tất cả những cái nội dung này, thì Thanh Quyền thấy rằng là cũng gọi là khá là tin tưởng đó các chú anh chị. Nhưng mà cô Lan Hai Lúa thì lại không tin điều đó. Cô Lan Hai Lúa đã livestream bóc trần ra một số những sự thật ẩn chứa bên trong cái bài viết được xem là bức tâm thư của cô Việt Hà, và khẳng định rằng những cái lời mà cô Việt Hà nói trong cái bức tâm thư này cũng như là những cái bài đăng của Mộc TV là hoàn toàn sai sự thật. Vậy thì nó sai như thế nào? Tại sao cô Lan Hai Lúa lại phải bóc trần cái điều này, khi được biết đó là cô Việt Hà này cũng có từng giúp đỡ Thiên Nga bên bộ vũ trụ rồi, từng giúp đỡ cho ông Lê Tùng Vân cũng như những đứa trẻ trong đó. Vậy thì tại sao cô Lan Hai Lúa lại bóc trần cái điều này? Đây là một cái sự việc cũng khá là thú vị nha cô chú anh chị. Thì sau đây trước tiên đó, xin mời cô chú anh chị chúng ta nghe cô Lan Hai Lúa đã phát biểu như thế nào khi mà thấy được cái bức tâm thư của cô Việt Hà đã nói về cái câu chuyện của bà Lê Thu Vân trong cái vấn đề của tỉnh Thất Bồng Lai nha cô chú anh chị. Hai lần Mộc Uyển Thanh đến nhà tôi gợi ý muốn mượn tiền tôi. Tôi có thể tôi nói đại được không? Được không Mộng? Mộng Uyển Thanh, được không Mộc TV? Cái anh Mộc TV này cô chú anh chị, thì nghe đâu đó anh ấy là một trong những cái nhà báo nha, nghe đâu đó là nhà báo của một tờ báo lớn, cho nên là với những cái thông tin anh ấy đưa ra thì anh ấy hoàn toàn khẳng định đó là những cái thông tin hoàn toàn chính xác. Ngày hôm nay thì với cái bức tâm thư này thì có lẽ rằng nó cũng gọi là khá là chính xác, nhưng mà đến thời hiện tại đó, cái người gọi là chính là bà Trương Thị Việt Hà thì bà ấy vẫn gọi là chưa lên tiếng về cái sự việc này. Cô Lan Hai Lúa thì cho rằng Mộc Uyển Thanh này có 2-3 lần gì rồi đến mượn tiền rồi, ngỏ ý mượn tiền rồi không biết là với lý do gì. Tôi có thể nói là tôi đã từng gặp các bạn đã nhiều lần gợi ý muốn mượn tiền tôi. Tôi chỉ nói bấy nhiêu. Như vậy là các bạn có thấy rằng bị xúc phạm không? Không nên làm điều này đâu nha Mộc Uyển Thanh, không nên làm điều này nha Mộc TV. Tôi hôm nay tôi xin, để vì muốn bảo vệ cho cái gì mà các người đang nói sai sự thật, các người đang dẫn chứng sai sự thật. Cô Lan Hai Lúa khẳng định là không biết là Mộc TV đang bảo vệ cho điều gì, hay là cái cô Việt Hà này đang bảo vệ cho điều gì, nhưng mà lại nói sai sự thật nha. Cái này là cô Lan Hai Lúa nói rõ ràng nha. Về câu chuyện của Minh Tú trong cái thời gian vừa qua, bây giờ tôi đứng chính một lần, quan trọng là gì? Cái thời điểm cô Vân được cô Việt Hà, được ai đó
nói trên không gian mạng là Tiến Dũng nói Việt Hà thấy hoàn cảnh của cô Vương mang bệnh hiểm nghèo cho nên muốn giúp. Một số tiền là tương đương cỡ khoảng, tôi cho là tôi nói không chính xác rõ, nhưng cỡ khoảng 80 triệu cho cái ca mẫu cho cô Vân, do cô Việt Hà tặng. Nhưng bây giờ chúng tôi thực sự chúng tôi đã nắm rất rõ, do một người khác, người ta đã kêu gọi gom góp vì thấy hoàn cảnh của cô Vân mang căn bệnh hiểm nghèo. Thế là người ta vận động để cô Vân nhận tiền. Cô Lan Hay Lúa cho rằng là cái thời điểm mà có tiền mổ cho bà Vân, trên thực tế thì một số cái thông tin cho rằng là cô Việt Hà cũng như là anh Tiến Dũng giúp đỡ, nhưng mà thực chất đó, thì tiền là không phải của hai người này. Tiền là không phải của hai người này, thưa cô chú anh chị. Cô Lan nói rằng một trong những mạnh thường quân nào đó nước ngoài, khi người ta thấy như vậy thì người ta đã vận động và gửi tiền cho Tiến Dũng, thì sau đó Tiến Dũng mới gửi tiền về cho cô Việt Hà này để mà giúp đỡ bà Vân. Trên thực chất thì hai người này không có gom góp tiền. Tiền là của một người khác, thưa cô chú anh chị. Rồi đi mổ. Vậy thì đồng tiền này không phải là của cô Việt Hà, đúng không cô Việt Hà? Những gì mà Quân Duyên Mai nó nói từ nào giờ chúng tôi để đó. Chúng tôi vẫn tôn trọng là chỉ trong cái khoảng thời gian bức xúc, cô Việt Hà có những cái lời nói trên xe mà Quân Duyên Mai nó đã ghi âm lại được. Thì rõ ràng là Duyên Mai cũng đã có ghi âm lại một số những cái lời nói của cô Việt Hà. Mà chính cô Lan Hai Lúa cũng thừa nhận mà cũng là gọi là đã nghe lại được. Nha cô chú anh chị. Tôi đã nói rồi, tất cả những gì Duyên Mai nó đưa cho tôi nghe tôi để đó. Cái đoạn ghi âm Duyên Mai nó ghi âm lại được những lời nói của cô Việt Hà đã là từ lâu. Nói gì khi mới vào đó ôm từng đứa bé yêu thương, mới vào thiền am nói cảm cho cái hoàn cảnh của thầy, nhưng bước lên xe thì lại là có một cái cách suy nghĩ khác. Tôi nghe từ lâu rồi nhưng tôi vẫn để đó. Có hay không cái tiếng nói này tôi không thể nào định được đó là của tiếng của ai. Chính vì vậy mà tôi không cho đó là sự thật. Tôi mong đây không phải là sự thật. Chính lời nói của cô, chính những cái chữ viết tin nhắn nói qua nói lại. Rõ ràng là cô Lan Hai Lúa cho rằng là cô Việt Hà đó, theo cái lời nói mà cô Lan Hai Lúa đó, thì cô Việt Hà là người hai mặt rồi. Bên bề ngoài đó, thì khi mà vào bên trong thiền am gặp các bé đó, thì bề ngoài rất tỏ ra rất là yêu thương, yêu thương và đồng cảm. Nhưng mà cô Lan Hai Lúa nói rằng là sau khi lên xe, sau khi rời thiền am lên xe thôi là trở mặt rồi. Nói chuyện với cô Duyên Mai là nói như thế này như thế kia, rồi nhắn tin đủ kiểu, là trở mặt ngay lập tức, chứ không phải cái kiểu cách như là bình thường ở bên trong thiền am vũ trụ. Và cô Lan Hai Lúa cho rằng là có mục đích khi mà vào bên trong thiền am vũ trụ rồi. Cuối cùng thì mục đích là cái gì nha cô chú anh chị? Thì chúng ta được biết là trong cái bức tâm thư ngày hôm qua đó có cái nội dung, đó chính là vào bên trong thiền am bên vũ trụ gặp những đứa bé này, với mục đích gọi là yêu thương và mời những đứa bé này để gọi là đóng phim gì đó. Thì chúng ta được biết là cái thời điểm mà những đứa bé này đó nó nổi tiếng trên chương trình Thách Thức Chân Hài, và bản thân cô Việt Hà thì cũng có công ty sản xuất phim, cô ấy cũng chia sẻ liên quan đến cái chủ đề game show thiếu nhi gì đó. Thì có lẽ rằng đây là một trong những cái mục đích cuối cùng của cô ấy, là để cho bản thân của mình, là để gọi là mong muốn mời những đứa bé này đóng phim, để mà kiếm thêm cái nguồn thu nhập cho bản thân. Thì cái điều đó nó cũng gọi là hoàn toàn hợp lệ đó cô chú anh chị. Khi một người nhà sản xuất nào đó thì người ta thấy một cái người nào đó nổi tiếng thì người ta đi tìm kiếm và người ta mời về để tạo ra cái lượng rating cho công ty phim hay là cái bộ phim của mình, thì cái đó cũng là một trong những cái điều bình thường và hợp lệ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó,
là mọi thứ thì thật sự nó đều có mục đích riêng của nó, chứ không phải là cái xuất phát một trong những cái vấn đề bình thường là yêu thương hay là từ thiện gì nha cô chú anh chị. Rõ ràng đây có mục đích riêng rồi, có mục đích riêng rõ ràng. Chính mắt tôi thấy những thực chất của người thật của cô như thế nào tôi chưa thể đánh giá được, cho nên tôi không nói. Nhưng ngày hôm nay nếu không phải là một cái sự đồng ý của cô mà Mộc Nguyễn Thanh đưa lên một bài như thế này thì tôi tin chắc rằng bài này sẽ phải bị gỡ xuống. Còn nếu Mộc Nguyễn Thanh đã đẩy lên như vậy, vậy là đã được cái sự thỏa thuận và đồng ý của cô, đúng không? Nhưng tôi xin báo cho cô biết một tin buồn là gì. Cái số tiền cô tặng cho cô Vân ngày trước, tôi cứ tưởng tượng rằng số tiền mọi điều không phải của cô, phải không? Một lần nữa thì cô Lan lại khẳng định nha cô chú anh chị, những số tiền mà cô Việt Hà đã từng có nói là cho bà Thu Vân đó, thì trên thực tế là không phải của cô Việt Hà. Cái này là cô Lan nói nha, chắc chúng ta phải chờ thêm một số những cái thông tin từ kênh Mộc TV hoặc là do chính chủ nhân của bài viết này cần phải lên tiếng. Bởi vì Mộc TV nói rất là rõ là sẽ chịu trách nhiệm tất cả với những cái nội dung của bài viết đó là do chính chủ nhân lên tiếng. Ngày hôm nay thì thật ra những cái buổi vạch trần của cô Lan, cái buổi vạch trần này nó còn rất là dài, nhưng cái nội dung chính vẫn là khẳng định cái bài viết này, một số những cái nội dung trong đó là hoàn toàn không chính xác khi mà nói về cái câu chuyện của Thiện Am, cũng như là cho rằng là quen biết Thiện Am bổ trụ là qua câu chuyện của bà Hằng. Thì cô Lan khẳng định là nó cũng không chính xác luôn. Vậy trên thực tế thì chúng ta vẫn chưa biết cái bài viết này có thật là của cô Việt Hà hay là không, bởi vì nó chỉ là một xuất phát từ một kênh YouTube thôi. Với lại đó thì cái anh Mộc TV này thì ảnh cũng gọi là khẳng định đây là chính chủ nhân, nhưng mà đó thì chúng ta vẫn chưa thấy chủ nhân lên tiếng trên sự việc này. Chúng ta phải chờ đợi trên thực tế là thật sự cái bài viết này nó xuất phát từ đâu, có phải là chính cô Việt Hà đã cung cấp cho anh Mộc TV này để viết cái bài này trên gọi là trên YouTube, trên kênh YouTube của anh ta hay không. Bởi vì được biết là anh này cũng là gọi là dạng như là phóng viên của một tờ báo lớn nào đó, thì cái vấn đề có thể phỏng vấn được cô Việt Hà và cô Việt Hà đưa tin gần bức tâm thư thì cũng gọi là khá hợp lý, thưa cô chú anh chị, nó cũng khá là bình thường. Nhưng mà không biết vì sao cô Lan là một trong những người cùng chung chí hướng với cô Việt Hà là yêu thương Thiện Am, giúp đỡ Thiện Am, giúp đỡ cho những đứa trẻ. Vậy mà ngày hôm nay thì lại họ lại trở mặt, vạch mặt lẫn nhau. Và đặc biệt đó, cô Lan còn nói một trong những cái lời nói là khẳng định rất là tiếc khi mà thấy ngày hôm nay đó cô Việt Hà lại viết ra những cái lời nói nó không đúng, nó sai lệch sự thật như thế này. Thì chúng ta thể thấy rằng đó rất là nhiều những cái ý kiến của khán giả, thậm chí do chính cô Lan đưa ra. Có lẽ rằng cô Việt Hà là một trong những người sản xuất phim, đạo diễn, thì bắt đầu cái trí tưởng tượng đó, hay là cái anh Mộc TV này là một nhà báo thì có những cái bài nó cái trí tưởng tượng hơi cao, cho nên là đưa ra những cái thông tin nó chưa hoàn toàn chính xác. Thì cái điểm này thì chúng ta có thể gọi là chờ đợi để xem rằng cái câu chuyện này, chủ nhân của cái bài viết này có lên tiếng thật sự hay là không, và những sự thật bên trong nó như thế nào, thì Thanh Nguyên cũng sẽ cập nhật gửi đến cho tất cả cô chú anh chị trong những thông tin, những video mới tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Là con tôm đất thiên nhiên chứ không phải là tôm nuôi nha cô chú anh chị. Thì chúng ta được biết là trà bông đó thì chúng ta ăn cùng kèm với xôi nè, với cháo trắng nè, hoặc là với cơm thì cực kỳ ngon. Thì bảo đảm cho cô chú anh chị đây là 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên. Và một keo em đang cầm trên tay đó thưa quý vị là nửa ký là 800.000, 1 ký là 1.600.000 nha. Còn đây là một trong những cái sản phẩm mà em đã bán được rất nhiều, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên, được lấy từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha quý vị. Một chai em đang cầm là nửa lít là 750.000, 1 lít là 1.500.000, miễn phí ship toàn quốc cho tất cả quý vị khán giả. Thì những sản phẩm bên em kèm hai sản phẩm này thì hoàn toàn là miễn phí ship toàn quốc,
Còn quý vị khán giả, cô chú anh chị nào ở phía nước ngoài thì cái phần phí ship thì quý vị khán giả khi mà mua đó thì sẽ phải chịu nếu như quý vị ở nước ngoài. Rất mong cô chú anh chị đó hãy ủng hộ cho những cái sản phẩm của bên em, mật ong rừng nguyên chất cũng như là trà bông tôm. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.